giả đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ, xin mời quý khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Lộ loạt ảnh thời ngố tàu của dàn nam thần, mỹ nhân showbiz Việt khiến người hâm mộ thích thú. Khi đào mộ lại ảnh cũ của dàn sao Việt đình đám, người hâm mộ không khỏi thích thú nhận ra trước khi nổi tiếng, hóa ra các nghệ sĩ cũng từng có quá khứ dữ dội đến thế. Nếu Rồng Đèn Vầu hiền khô thời còn làm công nhân, thì Binzy lại khá mẫm mỉm lúc vừa bắt tay vào con đường rapper. Là một trong những rapper tiền tỷ hiện nay, nhưng Đèn Vầu từng có quá khứ vất vả vì mưu sinh. Anh phải làm công nhân vệ sinh bãi biển thuộc ban quản lý Vịnh Hạ Long từ năm 18 tuổi. Trải nghiệm cuộc đời từ rất sớm giúp Đèn Vầu có thêm nhiều chất liệu sáng tác nhạc. Dù vậy, khi nhìn lại hình ảnh thuở còn đi làm công nhân, người hâm mộ vẫn không khỏi giật mình vì anh quá hiền lành. Đèn Vầu hiền khô khi xuất hiện trên sóng truyền hình, một Đèn Vầu trau chuốt chỉnh chu hơn xưa, nhưng anh vẫn vậy dù hiện tại là rapper được yêu thích bậc nhất. Bên cạnh Đèn Vầu, rapper đình đám nhất hiện nay không thể không kể đến Binzy. Binzy tham gia cộng đồng Underground từ năm 2008, làm người Mỹ gốc Việt, những sáng tác của rapper này mang hơi thở phóng khoáng hiện đại, được giới trẻ vô cùng yêu thích. Với ngoại hình hầm hố thường xuất hiện với các đồ hiệu dắt từ đầu đến chân, Binzy trong cảm nhận của khán giả là một rapper chất lượng. Dân tình khá há hốc mồm vì nam rapper được đào mộ hình ảnh ngày xưa khá đáng yêu với ngoại hình bẩm mỉm hơn bây giờ. 10 năm trước, Karis và Wuwi là bộ đôi ăn ý, từng cho ra mắt các bạn rap để đời. Cả hai rapper từng có thời gian chiến tranh lạnh trước khi cùng góp mặt trong một chương trình với tư cách huấn luyện viên. Hiện tại, mâu thuẫn quá khứ của Karis và Wuwi đã được hóa giải. Người trong cuộc còn hào hứng khoe làm bản remake MV Khu Tàu Sống, tái hiện bản hit 10 năm trước. Khi nhìn lại ảnh cũ của bộ đôi rapper này, người hâm mộ không khỏi thích thú vì vẻ ngoài đúng chất rapper với cách ăn mặc, tóc tai. Nụ Phước Thịnh từng là người mẫu ảnh cho các tạp chí tuổi teen trước khi được đàn chị Thủy Tiên phát hiện tài năng và nâng đỡ trên con đường ca hát. Nam ca sĩ cũng từng tham gia vào một số bộ phim về tuổi học trò và gây ấn tượng không nhỏ nhờ vẻ ngoài điển trai. Sau nhiều năm, Nụ Phước Thịnh dần trở thành ca sĩ có chỗ đứng vững chắc, ngoại hình cũng ngày càng lên hương, phong cách ăn mặc chỉnh chu hơn rất nhiều. Trong khi các gương mặt sao nam như Sơn Tùng, Nụ Phước Thịnh, Binzy không mấy khác so với quá khứ, thì các sao nữ lại được nhận xét là một trời một vực. Cũng chính vì hình ảnh khác lạ khi đặt ảnh ngày ấy bây giờ lên bàn cân mà loạt sao nữ này bị cho là đã đụng chạm giàu kéo. Gương mặt Nhã Phương mất dần vẻ bầu bĩnh và ngày càng thanh thoát hơn. Minh Hằng vướng nghi vấn nâng cấp nhiều lần nhưng người đẹp phủ nhận. Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam Phạm Hương cũng bị đồn đã giàu kéo. Bên cạnh những trường hợp bị cho đã đụng chạm giao kéo thì vẫn có nhiều mỹ nhân giữ được nhan sắc trước sau như một. Các sao nữ này được khen ngợi vì ngày càng thăng hạng về phong cách thời trang. Mai Phương Thúy trắng hơn, quyến rũ hơn so với thời mới đăng quang. Chibu ngày càng gợi cảm, táo bạo trong phong cách ăn mặc. So với ngày ấy, các nghệ sĩ V-Beat đền đám giờ đều thăng hạng vượt bậc về diện mạo, phong cách thời trang cũng sành điệu và thời thượng hơn. Thậm chí có những trường hợp như Sơn Tùng Chibu khiến dân tình phải há hốc vì nhan sắc cực phẩm từ quá khứ. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.